Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Tầm giá 4 triệu thì mua máy gì có màn hình 120Hz, RAM 6GB và chơi game? Cũng tầm giá 4 triệu đó thì máy nào có hẳn con chip Snapdragon 865? Và cuối cùng là tầm giá khoảng 7 triệu thì mua iPhone gì ngon? Tất cả sẽ trong đường ngày hôm nay nhé, bắt đầu thôi. Vẫn như mọi khi, mình đã chia rõ timeline của từng câu hỏi phía bên dưới. Bạn là muốn xem nhanh ấy, kết quả nhá. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Snow Editor. 4 triệu máy nào có màn 120Hz, chơi được Liên Quân, PUBG, RAM 6GB không ạ? Ok, Redmi Note 12 đúng ý bạn luôn. Nhưng mà lưu ý nhá, sẽ là chiếc Redmi Note 12 sách tay chứ không phải phiên bản chính hãng. Thì với mức giá khoảng 4.050.000 thôi, bạn sẽ mua được cái phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ 128, rất ok đúng không? Máy có màn hình 120Hz đúng ý bạn luôn, thậm chí nhá là màn hình Super AMOLED này, độ sáng cao 1200 nits. Màn hình của Redmi Note 12 ấy, mình thấy ok nhất tầm giá luôn, hiển thị rất xuất sắc. Với con chip Snapdragon 4 Gen 1, Redmi Note 12 chơi Liên Quân vô tư nhá, max setting 60fps, còn PUBG Mobile thì chơi cũng ok. Tất nhiên các bạn sẽ phải hạ đồ họa xuống một chút, trung bình thôi, hoặc muốn tốt nhất ấy, để hẳn cực thấp cho mượt nha. Pin của máy rất là ok, 5000 đi kèm với cả sạc 55W. Camera chính phía sau với cả selfie cũng ổn áp trong tầm giá. Nhược điểm là máy sẽ không có cam siêu rộng này, cộng với cả sẽ chỉ có một loa nha. Và bạn lưu ý giúp mình, trong tầm giá khoảng 4 triệu thì Redmi Note 12 không phải chiếc máy mạnh nhất. Đó, tầm giá này thì các bạn sẽ mua được cả nhiều máy có Snap 695 này. Ví dụ chiếc Realme Q5 chẳng hạn, Snap 695 thì có mạnh hơn một chút. Rồi thì màn hình của máy cũng sẽ là 120Hz. Tuy nhiên tấm nền sẽ chỉ là IPS LCD. Vậy nên theo mình trong tầm giá thì Redmi Note 12 đáp ứng tốt nhu cầu của bạn này, cộng với cả toàn diện nhất. Chuyển sang câu hỏi thứ hai của bạn Anh Khang 2000. 4 triệu có điện thoại nào chip 865 không à? Ok, nếu bạn cầm một chiếc máy chỉ có con chip Snap 865 để mà chuyên game ấy, thì không nên bỏ qua chiếc LG V60 nha. Đây là một chiếc máy rất mạnh trong tầm giá. Hiện tại chiếc V60 quẩy được all game, kể cả Genshin Impact. Các bạn chơi cực thấp này, thấp hoặc là trung bình cũng ok nha. Như mình nói, trong tầm giá thì hiệu năng của chiếc V60 là mạnh nhất rồi. Và máy cũng sẽ có hai loa stereo chất âm tốt này, pin 5000 châu, camera chụp tốt trong tầm giá. Và với LG thì full tiếng Việt, không chết thông báo, dùng là máy chính ok. Trong câu hỏi ngày hôm nay thì mình sẽ nêu ra một chiếc máy nữa nha. Một chiếc máy mới lạ hơn là chiếc Sony Xperia 5 Mark 2, cũng dùng con chip Snap 865. Tuy nhiên chiếc Sony thì yếu hơn V60 một chút. Đó, vẫn quẩy được all game nhưng mà với Genshin ấy các bạn chơi cực thấp thôi, FPS cũng sẽ không quá ngon. Bù lại các bạn sẽ có thiết kế của máy cao cấp hơn này, rất khác biệt đúng không? Và màn hình của máy sẽ có tần số quét lên tới 120Hz nha, không bị lỗi thời như kiểu chiếc LG V60. Đây cũng sẽ là tấm nền OLED của Sony, hiển thị rất xuất sắc trong tầm giá. Màn hình này có tỷ lệ 21:9. Những bạn thích xem phim điện ảnh ấy, kiểu gì cũng sẽ khoái màn hình của chiếc Xperia 5 Mark 2. Máy cũng sẽ có hai loa stereo này, camera tốt trong tầm giá. Và với Sony thì cũng sẽ full tiếng Việt, không chết thông báo, dùng là máy chính ok nhá. Điểm yếu của chiếc Sony theo mình thấy sẽ là về pin, dung lượng 4000 thì gọi là tạm ổn đủ dùng thôi, không quá trâu. Chuyển sang câu hỏi thứ ba của bạn Linh. Tầm 7 triệu có chiếc iPhone nào ngon không anh? Ok, hiện tại với tầm giá khoảng 7 triệu khi bạn mua tại Mobile City ý, sẽ có hai chiếc máy, một là iPhone XS Max, hai là chiếc iPhone 11. Mỗi máy sẽ có một điểm mạnh riêng. Với chiếc iPhone 11 ý, thì ưu điểm sẽ là cấu hình cao. Đó, Apple A13 cơ mà, chiến được all game, sử dụng lâu dài hơn so với cả chiếc iPhone XS Max. Rồi thì pin của chiếc iPhone 11 rất trâu nhá, dùng một ngày thoải mái. Nó phải trâu gấp rưỡi so với cả chiếc iPhone XS Max. Và đây cũng sẽ là chiếc iPhone rẻ nhất có camera góc siêu rộng. Đó, không bị lỗi thời. Trong khi với chiếc iPhone XS Max thì ưu điểm nha sẽ là về màn hình. Chúng ta sẽ có tấm nền OLED hiển thị rất tốt, đẹp hơn rất nhiều so với cả iPhone 11 nha. iPhone 11 thì tấm nền sẽ chỉ là IPS LCD này, độ phân giải thấp và 4 viền thì gọi là siêu dày luôn, nhìn rất thô. Thiết kế của iPhone XS Max thì cũng có phần cao cấp hơn một chút này, khung viền sẽ là thép nha, bền bỉ hơn. Nhưng mà đó, đánh đổi lại thì pin của XS Max sẽ yếu hơn này, dùng ít lắm thì mới đủ một ngày, chứ còn thường thì sẽ phải sạc 2 lần. Và camera của chiếc iPhone XS Max thì không có cam siêu rộng nha, hơi lỗi thời một chút. Con chip Apple A12 của iPhone XS Max ấy, hiện tại dùng cơ bản thì khá ổn định. Tuy nhiên để chơi game thì chơi game tầm trung đổ xuống thôi nhá. Genshin Impact kể cả các bạn gắn sò ấy cũng không chơi tốt được. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về câu trả lời của mình? Có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới. Link mua các máy xuất hiện trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận game của video. Giờ xin chào, bye bye.